Trước thì chúng ta có học hai bài kệ mà nói về quyến thuộc của Đức Phật. Thì trong đó nó có cái bài kệ mà nói về tất cả các vị Bồ Tát mà tới nghe Pháp, thì nó gồm có nhị vạn, bát vạn, bát thập vạn ức na do tha Bồ Tát đó. Tới nghe Pháp, học Pháp và tu ở trong giáo Pháp của Đức Phật đó. Thì đây đó chúng ta gọi là ngoại quyến thuộc của Phật. Tức là quyến thuộc mà quyến thuộc ngoại, có nghĩa là ở xa họ tới, họ nghe Pháp, họ học, họ tu. Rồi đó, tới cái bài kệ thứ hai đó, tức là nói về Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đó, thì đây gọi là nội quyến thuộc của Đức Phật. Nội quyến thuộc đó, có nghĩa là đây là quyến thuộc thực của Đức Phật đó. Thì chúng ta mới nghĩ tới trong cái thế giới thường tịch quang tịnh độ của Đức Phật đó, thì các vị Bồ Tát này đó là thuần thiện, cho nên ta gọi là Bồ Tát Kim Sắc Thân, tức là những người này đó là trọn lành rồi. Còn các vị Bồ Tát khác tới học đạo đó, thì những người này đó là mới tới học, cho nên là chưa phải là trọn lành. Còn Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất đó, tức là ở trong cái tịnh độ của Đức Phật đó, gọi đó là thường tịch quang, thì các vị này đã trọn lành, cho nên nó gọi các vị Bồ Tát này là Bồ Tát Kim Sắc Thân, tức là thân màu vàng. Người ta ví như vàng rồng, không có những pha tạp chất vào đó. Thì ở trong các vị Bồ Tát này đó, có trang bị bốn cái khả năng. Thứ nhất á, là Bồ Tát Thượng Hạnh. Thứ hai là Bồ Tát Vô Biên Hạnh. Thứ ba là Bồ Tát Tịnh Hạnh. Và thứ tư là Bồ Tát An Lập Hạnh. Thì trong tất cả sáu vạn hằng hà sa Bồ Tát nội quyến thuộc của Đức Phật, đông cái số đông như vậy đó, nhưng mà các vị này đó họ tu bốn cái hạnh nhỉ. Cho nên bây giờ nếu mà ta tu một ở trong bốn cái hạnh đó, đó thì nó đồng với các ngài, do đó mà các ngài có gia bị tới cho ta. Ví dụ như bây giờ nó Bồ Tát Thượng Hạnh. Bồ Tát Thượng Hạnh là Bồ Tát đó, khi mà các ngài hành đạo đó, thì muốn mau thành Phật, do đó mà thường đó, tìm cái chuyện khó làm mà làm. Cái chuyện dễ thì để người khác làm, chuyện khó làm đó, thì mình làm. Xuất hiện trên cuộc đời này đó là trong cái giai đoạn khó khăn và làm những cái việc khó làm, cho nên mau thành Phật quả. Thì đây các Phật tử chúng ta, nếu ai mà chọn đối tượng là Thượng Hạnh Bồ Tát để làm quyến thuộc của mình ấy, thì khi mình hết lòng mình làm với cái chân tình của mình ấy, thì mình sẽ được các vị này gia bị tới, do đó mà mình thành tựu cái quả vị dễ hơn tất cả những người khác. Còn mình thấy người khác được rồi mình cũng muốn bắt chước mình làm theo đó, thì cái này không phải thực lòng. Cho nên nó qua những cái thử thách thì cái trường hợp nó thấy mình không có thật lòng, cho nên thường mình thất bại, thì các ngài không gia bị tới được. Cái thứ hai đó là Bồ Tát Đa Hạnh. Bồ Tát Đa Hạnh đó, tức là giờ nào việc đó, tức là việc nào cũng làm hết, từ cái việc lớn cho tới việc nhỏ, mình không có một cái lãng phí thì giờ. Tại vì cứ nghĩ rằng cái cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi, cho nên làm được cái gì thì làm. Chứ một ngày qua rồi thì tuổi già nó sắp tới, thì mình không còn lấy lại được nữa. Cho nên Đức Phật nói cái sức khỏe của mình nó nhanh hơn là nước thác đổ xuống. Thác đổ tức là nó nhanh lắm, nhưng mà Đức Phật nó còn nhanh hơn cái đó nữa. Cho nên phải cố gắng. Chứ còn thời gian nó trôi qua rồi nữa thì mình muốn kéo lại không được. Cho nên lúc bây giờ mình chỉ tiếc nuối những cái quá khứ. Nó phải hồi đó mình làm, tức là phải hồi đó mình tu. Nhưng mà vì không làm, không tu, cho nên bây giờ nó ra nông nổi như thế này. Này chưa nói là những người tu sai. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên những người tu sai đó, thì bữa trước Thầy nói,
Tức là phước không tăng mà nghiệp tăng. Đấy. Tại là phước không tăng nhưng mà nghiệp tăng, thì cái này gọi là tu sai. Còn người ta không tu đó thì người ta không có cái tội này. Nhưng vì mình tu cho nên vì tu sai do đó mà tội mình tăng lên. Thì những người mà tu sai rồi tội tăng thì sao? Thứ nhất là ở trong lòng mình, mình ham muốn đủ thứ hết nhưng mà không có một cái nào xảy ra theo ý mình được hết. Không có một cái gì mà mình vừa lòng được hết. Tới cuối cùng ở nhà thì mình cũng không vừa lòng được những người chung quanh mình. Đi vô chùa mình cũng không vừa lòng những người bạn đồng tu. Đây là trên bước đường tu đó, Thầy nói là sai rồi. Tại sao vậy? Là tại vì cái lòng ham muốn của mình, cái suy nghĩ của mình nó không đúng. Do đó nó kết thành cái quả này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái khi đi tu thì tự hạ mình xuống thấp nhất. Dù mình ở cái địa vị cao nhất nhưng mà hạ xuống cái mức thấp nhất, mình có chịu được không? Thì chịu được thì mình tu được, thì công đức sanh ra. Cho nên khi mà Đức Phật về trở lại thành Ca Tỳ La Vệ thì lúc bây giờ nó có 6 vương tử. Vương tử tức là những người bạn của Đức Phật khi còn làm Thái tử. Những người này đó họ học chung mà họ giỏi, địa vị xã hội họ có. Cho nên là lúc bây giờ đó, những người này đó phát tâm muốn đi tu theo Phật, muốn đi tu thành Phật. Cho nên muốn tu theo Phật thì phải noi gương Đức Phật và đi theo con đường của Đức Phật đi. Đức Phật trước đây làm Thái tử thì bây giờ đi xuống, đi xuất gia làm vị sa môn, thì phải chấp nhận đầu trần chân đất, đi ăn xin của mọi người bố thí, ngủ dưới gốc cây. Đấy. Tức là chọn một cái đời sống tu hành, tức là hạ mình xuống thấp nhất ở trong xã hội. Đấy. Thì bây giờ đó, các vị này đã bằng lòng để đi theo Đức Phật tu rồi, tức là bằng lòng tự hạ mình xuống thấp nhất và mong để thành Phật. Rồi đó, Đức Phật thử một bước nữa đó. Ông Ubali là cái người mà phục vụ cho các cái vị công tử này, các vị vương tử này. Bây giờ đó là Đức Phật mới cho ông Ubali xuất gia trước. Cho ông ba Ubali xuất gia trước. Rồi đó, 6 vương tử này đó đi xuất gia sau. Cái câu chuyện này là câu chuyện thực lịch sử. Tại vì cái khi mà 6 vương tử này đi xuất gia đó, đi tu đó, thì cái việc đầu tiên đó là họ cởi bỏ tất cả những cái chuỗi ngọc, áo gấm, tất cả những cái đồ trang sức của họ đó, cởi hết đi. Thành họ mới cho Ubali. Ubali là cái người giúp việc. Bây giờ đó họ nói là bữa nay tôi đi theo Phật tu rồi nữa, thì bây giờ đó tôi cho hết cái này cho ông. Ông lấy cái này ông hưởng hết cả đời ông, tới đời con ông cũng được nữa. Thì cái khi mà các cái vương tử này nó cho hết những đồ trang sức của mình cho ông Ubali đó, thì ông Ubali liền nghĩ tới cái gì? Mới ban đầu thì mình mừng phải không? Mình mừng cho nên thường ở đây chúng ta hay nói nghèo mà ham phải không? Cho nên thường thường người nghèo hay ham. Tức là cái này hồi nào giờ mình chưa thấy, chưa mơ, chưa có nghĩ là mình được. Nhưng bây giờ dục ta cho mình đây, quý quá đi. Cho nên mừng chứ. Thành ra khi mà Ngài khởi lên cái tâm, Ngài mừng là mình được cái này rồi, thì Ngài khởi lên cái tâm thứ hai. Người ta có, người ta còn bỏ, mà bây giờ nó mình ôm cái này vô làm gì? Cho nên Ngài mới gom hết cái đồ này lại, Ngài để dưới gốc cây đó, Ngài viết mấy chữ Ngài để. Đây là của bố thí, ai cần cứ lấy.
Ai cần thì cứ tới đây mà lấy. Xong rồi đó Ngài mới bỏ, Ngài chạy tới chỗ Đức Phật, Ngài lại Đức Phật, Ngài xin đi xuất gia. Đức Phật nhận cho ông này xuất gia trước. Thì khi mà nhận ông này xuất gia trước rồi nữa, thì bây giờ đến sáu vương tử kia mới từ từ tới sau. Tới sau. Thì bây giờ đó, ông Ubali xuất gia trước rồi. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Đức Phật nói là ông Ubali xuất gia trước, mấy ông xuất gia sau muốn đi xuất gia thì lại ông Ubali này, ông cho ông đi xuất gia. Thì mấy vương tử kia bắt đầu nghĩ sao? Cái ông này là cái ông phục vụ cho mình. Ông này lâu nay là phục vụ mình. Nói rõ ra đó, thì thường thường mình gọi là đại tớ, phải không? Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi đi tu, ta nhớ cho nên cái người đại tớ, còn mình là chủ. Xưa kia nó hầu hạ mình mà bây giờ nó đi tu rồi, bây giờ đó mình lại nó được không? Đức Phật nó lại được thì cho đi tu, mà lại không được thôi đi về. Thế nên mấy ông này quyết chí tu thì lại ông Vua Bali, để nhờ ông Vua Bali xuống tóc cho, để xuất gia làm sa môn để đi tu. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, tức là làm những cái việc khó làm. Như vậy đó, tự hạ mình xuống được tới cái mức đó là gì? Tức là phá bỏ được cái nghiệp, mà cái này thầy gọi là cái nghiệp nhà giàu này. Ngã mạng tăng thượng mạng. Thường thường thấy mình là người trên. Thậm chí mình hết phước rồi, mình sa cơ thất thế, mình nghèo rồi, mình khổ rồi, nhưng mà vẫn còn có cái ý tưởng mình là con nhà giàu, con nhà quan. Thì đây là cái trường hợp sai lầm của mình. Cho nên đạt tới cái mức mà vô ngã, tức là không còn chấp ngã nữa, mình không là gì hết, thì lúc bây giờ mới đi vô tu được. Cho nên mấy ông này đi tu, đi theo Đức Phật tu. Cho nên cái chỗ này đó, thầy gọi là trên bước đường tu mình tự hạ xuống như vậy. Tịnh hạnh là cái hạnh trong sạch. Hạnh trong sạch và tâm trong sạch. Thế nên trong lòng mình là chỉ có một cái duy nhất là hạ quyết tâm tu để thành Phật thôi. Còn khó khăn, gian lao, nguy hiểm, bất cứ cái gì mình không sợ, không sợ lòng. Thì đây là cái trường hợp trên bước tu. Rồi nên đi vào ở trong chúng tu hành thì sao? Gọi là an lập hạnh. Đây bốn cái hạnh này quan trọng. Thế nên an lập hạnh, bây giờ người ta sắp mình đứng chỗ nào thì mình đứng chỗ đó. Bảo là ai tới trước thì đứng trước, ai tới sau thì đứng sau, phải không? Đây mình quy định rồi. An lập hạnh tức là phải đứng như vậy. Chứ bây giờ đó mình không bằng lòng nói là tôi tu trước, hay là tôi là lớn tuổi, hay là tôi là bà con của Đức Phật, phải không? Đức Phật không nhận cái chuyện này. Đức Phật nói là đi xuất gia, đi tu rồi thì không có cái quyến thuộc thế gian nữa. Nhưng mà quyến thuộc của Đức Phật lúc bây giờ nó là quyến thuộc Bồ Đề. Tức là cái chính quyến thuộc của Đức Phật là chỉ có bốn cái hạng thầy vừa nói. Thì cái trường hợp ngoài bốn cái hạng này coi như là rơi ra ngoài, gọi là ngoại quyến thuộc rồi, không còn là quyến thuộc Đức Phật nữa. Cho nên an lập hạnh là đứng đúng cái chỗ của mình. Vì vậy nó mà ở trong đạo tràng này đó, thầy nói là cái trường hợp khác hơn những nơi khác. Những cái giảng đường khác đó, thầy thấy có người tới trước rồi đó, là dành chỗ để cho bạn bè, cho người tôi tới, đem cái gói để đó, đem cuốn sách để đó, gọi là dành chỗ. Ở đây không có. Cho nên người nào tới trước thì đứng trước, người nào tới sau thì đứng sau. Mà ở đây đó thầy có cái quy định đó, là cái trường hợp tất cả mọi người chúng ta đó, là có những người già yếu, có những người bệnh hoạn, có những người tật nguyền thì không thể ngồi chung với chúng được, phải không?
thì mình vẫn có một cái chỗ ngồi riêng cho những người mà bệnh hoạn, những người tật nguyền này. Tại khi chúng ta có bệnh tức là nghiệp, cho nên tự biết cái nghiệp của mình mà mình không thể nhập chúng được, không thể sống chung. Tại mình biết mình sống chung với mọi người, mình không làm theo mọi người được thì như vậy mất phước đi. Mình đi tu mà mình để cho mất phước thì cái này không nên. Mất phước tức là làm trở ngại cho người khác, làm phiền lòng người khác đó, thì đây là cái điều mà mất phước của chúng ta đó. Cho nên Thầy nói cái an lập hạnh là ta vào sau thì ta đứng sau, chứ ta không dành ta vào sau mà ta tới ta dành ta đứng trước này. Ở trong đạo tràng mình đây không có chấp nhận chỗ này, mà đây là Phật quy định, chứ không phải là cái trường hợp mà mình làm cái gì mà ngoài cái vấn đề Phật pháp được. Cho nên ai tu bốn cái hạnh này thì làm quyến thuộc Bồ đề của Đức Phật và được Đức Phật hộ niệm. Đây là cái quan trọng nhất. Thầy nói là thượng hạnh tức là thích làm những cái chuyện khó làm và làm được những chuyện khó làm, không ai làm được mình làm được. Rồi khi có người khác làm được rồi thôi, ta không quan trọng trong chuyện này. Thứ hai là vô biên hạnh, tức là học hạnh của các đức Phật ở trong mười phương. Để chi vậy? Đi ra làm đạo rồi gặp việc nào ta không làm được hết. Từ cái việc lớn cho tới cái việc nhỏ. Từ cái việc lớn là giảng kinh thuyết pháp cho tới cái việc nhỏ là gì? Quét lá, bữa củi, gánh nước, lặt rau, nấu cơm, phải không? Không có việc nào ta từ chối hết. Tại bây giờ đó, do chúng phân công thì bây giờ chúng ta làm. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Nên khi mà đi tu đó là Thầy thấy trước nhất Thầy nói là chọn cái hạnh thượng hạnh Bồ Tát, tức là thích làm những chuyện khó. Mà khi có người khác làm được, người khác dành đó, thì mình sẵn sàng buông tay để cho người ta làm. Mình kiếm việc khác mình làm. Mà kinh nghiệm Thầy, nếu mà làm được cái việc khó đó thì nhiều người thương mình hơn. Đây là trên cái bước đường tu đó. Cái thứ hai là mình trên cái bước đường tu học của mình, mình học không biết mệt mỏi, để khi có việc cần thì lúc đó mình đều làm được hết. Chứ bây giờ ở trong chúng, ở trong chùa đó, mà hỏi mình cái việc nào mình cũng biết hết thì người này trở thành vô dụng, phải không? Đa dụng, đa năng thì ở đâu cũng xài hết. Thế nên bây giờ nó một cái nhỏ nhất, Thầy nói là đi mở đèn, không biết, phải không? Thế là cái điều quan trọng nhất. Thế nên mọi việc mình biết hết, từ việc lớn cho tới cái việc nhỏ. Nên Thầy thấy có những người đi tu nhưng mà xuất thân từ cái giai cấp cao trong xã hội, rồi bây giờ nó bảo là quét nhà, quét cũng không sạch. Chuyện rất đơn giản mà cũng làm được. Cho nên Bồ Tát đa hạnh thì lúc bây giờ đó chúng ta phải học, để rồi nó sẽ ứng dụng vào trong. Cái thứ ba là tịnh hạnh, trong lòng chúng ta luôn luôn giữ cái sự trong sạch. Trong lòng chúng ta trong sạch là gì? Tức là thường là không tham, phải không? Không giận, không buồn. Đấy. Trong sạch là phải không có kiêu ngạo, không có ngã mạn, không có tự cao, phải không? Đấy. Tức là tất cả những cái tánh xấu trên cuộc đời này trong lòng mình không có. Thế nên trên bước đường tu mình tẩy cái này sạch, đưa ra ngoài rồi. Thì cái trường hợp này nó gọi là tịnh hạnh, thì trở thành quyến thuộc của Đức Phật. Còn an lập hạnh là ở trong chúng, phân công mình việc nào mình cũng làm được, đứng chỗ nào cũng được, làm việc gì cũng được, chứ không phải đòi việc này đòi việc kia này. Đó là cái trường hợp mà bốn cái vị Bồ Tát lớn
mà lãnh đạo nó 6 vạn hằng hà sa quyến thuộc Bồ Tát, mà hiện giờ đó họ đang tồn tại ở trong cái thế giới của Đức Phật Thích Ca. Cho nên ai tu theo 4 hạnh này đó thì được 4 cái vị Bồ Tát lớn này và 6 vạn hằng hà sa Bồ Tát này đó, họ gia bị tới cho chúng ta. Mà được các vị Bồ Tát này gia bị tới đó, thì cái việc khó nào ta cũng làm được hết. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của ta. Cho nên tu về bổn môn là ta hướng về chỗ này ta tu. Bây giờ nó từ ở trong cái thế giới thường tịch quang, trong cái chỗ mà quyến thuộc của Đức Phật á, ở trong cái chỗ đó nó không ai biết tới đâu, làm sao đi vô được. Nó vượt ra ngoài tam giới, phải không? Nó vượt ra ngoài tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đấy. Tức là dục giới là gì? Tức là từ cái thế giới chúng ta sống này đó, mà lên tới 6 tầng trời dục, gọi là trời tứ thiên vương, trời đao lợi, rồi trời dạ ma, rồi trời quá lạc, tha quá, tự tại thiên. Cho nên tất cả các ông trời này đó, cũng nằm ở trong cái phạm vi dục giới hết. Nên thường ta nói là 3 cõi là ta nói này. Cái vòng thứ nhất là nằm trong này. Mà những người tu cao hơn bước đó, thì ta lên tới cõi trời sắc giới thì có 18 cõi trời sắc giới rồi đó. Nhưng mà vẫn còn nằm ở trong sanh tử luân hồi, tức là 18 cõi trời sắc đó, ở trong sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái thọ mạng của họ thì lâu lắm. Tính theo chúng ta họ thọ vạn hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Rồi lên tới cõi trời vô sắc giới nữa thì cao hơn nữa. Cho nên trong đời Đức Phật là Ngài nói là có 2 người mà tu trước Đức Phật mà được lên 2 cõi này nữa. Một là ông Kamala, ông này chứng được tứ thiền, ông này sẽ lên cõi trời sắc giới. Ông Quốc Đồ Năm Phất chứng được tứ không, cho nên vô cõi trời vô sắc giới. Đây là những người mà tu đạt tới. Nhưng mà Đức Phật nói cái này cũng còn nằm ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Đó là ở trên cái bước đường tu hành ấy, chúng ta nhận, chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà vượt qua cái 3 cõi rồi, phải không? Dục, sắc và vô sắc giới rồi đó. Đây là ra ngoài cái 6 nẻo luân hồi rồi, ra ngoài cái này đó. Đương nhiên là chúng ta chưa ra ngoài cho nên chúng ta không biết chuyện này. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thì gọi là 3 xe nhà lửa. Tức là nương theo Tam Thừa Giáo để ra khỏi cái nhà lửa tam giới này, ra khỏi 3 cõi này nữa, thì có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cái hàng Thinh Văn thì đắc quả A-la-hán rồi nữa, thì cái này gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới, không bị kẹt trong sanh tử luân hồi nữa. Thứ hai đó là chứng quả được Bích Chi Phật đó, thì trường hợp ra khỏi nhà lửa tam giới không còn nữa. Và thứ ba đó là chứng được quả vị Bồ Tát Đẳng Giác đó, thì gọi là ra khỏi nhà lửa. Thành ra các vị thấy đó, nếu mà ta tu hạnh Bồ Tát đó, thì từ Bồ Tát mà sơ tính, tức là phát tâm tu đó, mà cho tới đó, Bồ Tát Đẳng Giác đó, là trải qua mấy chặng đường? 52 chặng đường, đúng không? 52 chặng đường tu chứng. Đấy. Đó, mới ra khỏi được cái nhà lửa tam giới này. Đây là hàng Bồ Tát. Thì cái Bồ Tát đó, mà gọi là Lai Thính Pháp Hoa Kinh này đó, là Bồ Tát Đẳng Giác rồi. Tức là Bồ Tát mà ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Đấy. Thì đầu tiên Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa đã có 8 vạn Bồ Tát này, tức là 80.000 vị Bồ Tát này. Mà 80.000 vị Bồ Tát là gì? Tức là những người mà được chư Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ ách. Đây là các vị Bồ Tát này. Cho nên Thầy nói trên cuộc đời này nữa thì sao? Mọi người khen chúng ta nữa, ta không thấy đó là mừng. Vì những người này những người còn ở trong sanh tử, cho nên họ khen chúng ta, rồi mai họ chê chúng ta, phải không? Đây là trên bước đường tu.
Mà được Phật khen chúng ta đó thì ta mới mừng. Phật khen ta ta mừng chứ. Phật khen là bảo đảm rồi đó. Cho nên ở trên bước đường tu này nữa mà quý vị thấy, được mọi người chung quanh khen chúng ta, rồi chúng ta cũng sẽ bị mọi người chê ta. Bữa nay khen, bữa mai chê, đây chuyện bình thường trên cuộc đời. Cho nên bao giờ mà ta được chư Phật khen ngợi, thì tất cả các vị Bồ Tát này gọi là ngoại quyến thuộc của Đức Phật, đều được Đức Phật khen hết. Họ tới đây nghe Pháp, họ đều tới đây tu hết. Đức Phật nói là những người này là những người tốt hết, những người này là những người giỏi hết này. Ở trong đó thì chúng ta thấy là ai? Nói tới người nào Đức Phật nói người này đều tốt hết. Nói tới Di Lặc Bồ Tát thì Đức Phật nói là ông Di Lặc Bồ Tát này, ông có một cái tâm từ trải rộng khắp hết tất cả mọi nơi, cho nên ông tới đâu ai thấy ông đều cảm giác vui mừng hết. Đây là người tốt. Chứ ai thấy mình cũng ghét, ai thấy mình cũng sợ, ai thấy mình cũng tránh hết thì cái này là gì? Coi chừng mình rơi vô ác ma rồi. Làm sao ai thấy mình thương hết? Đó là ông Di Lặc Bồ Tát. Nói tới Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật nói ông Quan Thế Âm ông này nữa là việc nào cũng làm, ở đâu cũng tới. Đây là trường hợp Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên đây là cái vị tốt mà được khen ngợi. Tại nó đứng cao nhất ở trên, người ta coi là Phật thì cũng được, nhưng mà thậm chí người ta coi Ngài là đứa trẻ con cũng không sao. Thế nên tất cả các Phật tử nghiệm xem. Thế nên ta coi mình là Phật cũng vậy thôi, mà ta coi mình trẻ con cũng vậy thôi. Chứ còn mình cứ vỗ ngực mà xưng tôi là Phật đây, tôi là Bồ Tát đây, tôi là Thánh Nhân đây, phải không? Cái này được không? Ở trong Đạo Phật chúng ta không có chuyện này. Cho nên Đức Phật mà khi về Hoàng Cung, cái bà Di Mẫu tức bà Maha Ba Xà Ba Đề đã xin đi xuất gia, phải không? Xin đi tu. Thế nên Đức Phật đâu có nhận lời. Đức Phật nói là bà sống ở trong cung vàng điện ngọc, quen cái nếp sống đài cát rồi, bây giờ đi tu nữa, thì tự hạ mình xuống thấp nhất ở trong xã hội, đi ăn xin, bà làm được không? Thế nên trường hợp đó là bà Maha Ba Xà nó được, quyết định làm đó. Thế nên bà thì quyết định làm. Nhưng mà Đức Phật cũng chưa cho bà này đi tu nữa. Thế nên Ngài đi về tới như thành Tỳ Gia Ly xa rồi. Thì lúc bây giờ đó, bà Maha Ba Xà Ba Đề mới dắt theo một đoàn người là những người ở trong cung, những người mà sang trọng, những người giàu có này nè, tự cạo bỏ tóc, thấy không? Rồi tự may áo quại sắc, rồi đầu trần chân đất ôm mình bác đi khất thực, đi lần tới cái chỗ Đức Phật. Mà mấy bà này gan lì tới cái mức mà chịu đựng, chịu đói, chịu khát, mà bảo là đi, hồi nào giờ đi dài, đi ngựa, đi kiệu, bây giờ đi chân không, sưng chân hết rồi. Đây. Các Phật tử thấy không? Cái quyết tâm cao như vậy để thử, tại nên mình tu đó, nó phải có một cái sự thử thách lớn, đói khát, gian khổ, mà chịu đựng được, vượt qua được, trong lòng mình thấy thanh thản á, thì lúc bây giờ mình mới có thể tu được. Thành ra khi mà đi tu rồi đó, thì Đức Phật nói là nếu mà bằng lòng thế này thì ta cho đi tu thôi. Tức là phải giữ bát kính pháp. Thành ra giữ bát kính pháp đó, là bây giờ đó, bà là Di Mẫu của Đức Phật. Di Mẫu tức là bà mẹ, nhưng mà mẹ là gì phải không? Bà là em của bà Maya Phu Nhân, em bà Maya Phu Nhân. Đấy, cho nên cái trường hợp đó nuôi Đức Phật, mà khi Đức Phật mới sanh ra đó 7 ngày thì bà Maya mất đi, thì bà này nuôi cho tới khi lớn. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật nói là nếu mà bà bằng lòng giữ bát kính pháp
thì bây giờ đó là ta cho đi xuất gia, còn nếu mà không thôi đi về đi. Ba này bằng lòng nhé. Bác Kinh Pháp trong đó có một cái điều quan trọng nhất đó. Đó là gì? Tức là dù bà có bao nhiêu tuổi, bà có đi tu bao nhiêu năm đó, chuyện này không biết, nhưng mà thấy một tỳ kheo tăng đó, là phải chắp tay, phải chào, phải thưa, phải hỏi, phải kính trọng, chứ không được xem thường họ. Chứ còn nghĩ mình đó, là vợ của vua rồi nữa thì bây giờ ai cũng phải kính trọng mình hết, cái điều này sai. Hay là thậm chí nó tôi là mẹ của Phật đây, phải không? Không được, không được nói như vậy nữa, đọa địa ngục chết này. Cho nên bây giờ đi tu rồi phải tự hạ mình xuống thấp nhất. Đây là cái điều quan trọng chứ. Cho nên chúng ta phải nhìn, chúng ta thấy mình. Còn nếu mà hãy ngược trở lại đó, thì coi chừng đọa địa ngục. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên bà này bằng lòng và đi tu, đi tu được sau này kết quả. Tức là bằng lòng hạ mình xuống thấp đi. Thì bây giờ đó, qua một cái đó, ngoại quyến thuộc của Đức Phật như vậy và nội quyến thuộc như vậy đó, thì bây giờ Đức Phật có nhìn nhận những người xấu này làm quyến thuộc Ngài nữa không? Cho nên chỗ này ta cân nhắc. Cho nên những người phá pháp, những người tội lỗi, tức là những người bị đọa thôi. Cho nên những cái người mà nội quyến thuộc thì hồi nãy Thầy nói rồi, tức là bốn cái đức tánh này đó phải có. Ngoại quyến thuộc đó thì đã từng cứu độ vô số chúng sanh, được chư Phật khen ngợi. Thế nên Đức Phật không khen, nhưng mà những Phật khác họ khen thì lúc bây giờ được rồi. Đó là ở trên bước đường tu, gọi là nội quyến thuộc, ngoại quyến thuộc. Còn những người khác coi như là loại ra ngoài. Nên trên bước đường tu đó, thì quý vị tự thấy mình được chấp nhận là nội quyến thuộc hay là ngoại quyến thuộc cũng được, được làm quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật, thì như vậy là mình tu được. Đó là cái điều quan trọng. Bây giờ đã qua tới cái bước thứ hai. Tại vì cái nội quyến thuộc của Đức Phật thì đương nhiên chúng ta không biết rồi. Chúng ta không tới chỗ này ta biết được. Tại vì Bồ Tát Di Lặc là ngoại quyến thuộc, mà Bồ Tát Di Lặc nói là tất cả các vị này tôi không biết người nào hết. Tôi không biết người nào hết. Thì làm sao chúng ta biết được? Tại vì Bồ Tát Di Lặc cũng chưa vào trong cái thế giới thường tịch quan của Đức Phật. Cho nên Bồ Tát Di Lặc là chỉ biết Đức Phật nó hiện thân trên cuộc đời này, làm được những cái việc tốt, những cái việc khó làm, cho nên Ngài quý trọng, Ngài theo thôi. Chứ còn cái chỗ này Ngài cũng biết tới nó. Thì tất cả những người khác không thể nào biết được. Cái nội quyến thuộc, cái ngoại quyến thuộc. Ngoại quyến thuộc thì các hàng Bồ Tát này họ biết với nhau rồi. Các hàng Bồ Tát này nữa, họ biết với nhau. Nhưng mà ta cũng không biết các vị này nữa. Ta không biết được các vị Bồ Tát, ta không thấy được họ. Cho nên bây giờ đó, ta xây dựng một cái chùa uy nghiêm như thế này, cái đạo tràng tu hành như thế này đó, thì sự thật đó là quý vị chỉ biết được những người này thôi. Cho nên những người thường có mặt ở đây bằng xương bằng thịt thì mình biết, chứ còn các cái vị vô hình làm sao mà biết được, làm sao thấy được. Nhưng mà Thầy nói là các cái vị vô hình ta không thấy được bằng mắt á, thì các vị này mới quan trọng hơn. Cái này là cái linh hồn của cái ngôi chùa chúng ta, cái linh hồn của đạo tràng chúng ta, nó quan trọng lắm. Cho nên người nào mà cảm tâm, người nào có niềm tin á, thì sẽ nhận thấy được cái chỗ này. Nhận thấy được á, có một cái gì đó mà nó linh thiêng, nó có một sức thu hút chúng ta. Cho nên là chúng ta phải tới đây và chúng ta phải làm thế này thôi. Ở những cái chỗ khác á, thì ta được ăn ngon, ta được mặc đẹp, ta được ngủ yên, tại sao ta không tới? Mà bây giờ chúng ta tới đây nữa, ta tu hành, ta chịu cực, chịu khổ, nhưng mà sao ta cảm thấy vui, mà ta cảm thấy muốn tới? Đây Thầy nói cái người có căn lành.
Cái người có căn lành, người có niềm tin á, thì bảo là thấy Phật bằng niềm tin, chứ chưa phải là thấy, thấy được Phật thiệt. Chừng bao giờ nữa mà huệ sanh ra, định tâm có, thì lúc bây giờ nữa mình mới nhận được kia. Tại đối với Thầy, Thầy cũng cảm thấy lờ mờ thôi, phải không? Cho nên khuya 3 giờ Thầy lên Thầy tụng kinh á. Thì ở trên chùa có một mình Thầy tụng kinh thôi. Nhưng mà Thầy có một cái cảm giác đó, là các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát Tùng Địa Dung xuất tới, các vị Bồ Tát Mười Phương tới, các vị Hộ Pháp Long Thiên tới. Có lúc đó Thầy cảm thấy như là đông nghẹt người. Nhưng mà nhìn ra không thấy ai hết. Đây là cái thế giới vô hình. Giữa cái thế giới vật chất với cái thế giới vô hình, hai cái thế giới này đó, Thầy nói như cái bàn tay chúng ta, bề mặt và bề trái. Hãy quay qua bề này thì chúng ta thấy nó là bề mặt, là thế giới Phật. Quay lại bề này là bề trái, là chúng sanh. Thành ra các Phật tử khi mà tu hành thực sự rồi đó, thì chúng ta có cái cảm giác này. Khi lòng chúng ta đứng yên thì chúng ta thấy nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật chứ. Cái thế giới này nó vô cùng quan trọng. Đấy. Cho nên ở trong đạo tràng chúng ta có một số người có cảm giác như vậy. Đấy. Nhưng mà cái cảm giác này đó là Thầy thấy thường có hơn. Đấy. Là trong cái thế giới vô hình này có nhiều người lắm. Có nhiều người. Cho nên mỗi một lần mà nửa tháng chúng ta cúng một lần nữa đó, thì một số vị tham gia nữa, cúng nữa, nói với Thầy nữa là con cảm giác như là có nhiều người tới đó. Này là cảm giác thôi, chứ không thấy một mắt được. Tâm chúng ta cảm giác là khi chúng ta cúng như vậy, nó có nhiều người tới đây để nghe kinh, có nhiều người tới đây để dự lễ đó. Mà thường đó, Thầy nói các vị thế này, là mỗi một người chúng ta đó, ta tới đây đó là ta mang theo một cái quyến thuộc nhiều đời ta tới chứ. Người thương chúng ta cũng cùng tới, mà người ghét chúng ta cũng cùng tới. Cho nên tất cả đều tới đây hết. Nhưng mà cái khi chúng ta thâm nhập được đạo tràng vô tướng rồi đó, thì tất cả những người mà ghét ta, những người xấu ta đó, là bị Hộ Pháp Long Thiên chặn ở ngoài, giống như bức màn lửa, không thể vô được. Thành ra trên bước đường tu chúng ta đây là Thầy nói là cái thế giới của Phật mà nhất định chúng ta phải thâm nhập được. Nhưng mà bây giờ nó không thâm nhập được ở trong thế giới Phật, Thường Tịch Quang không vào được đó. Rồi đó, cái Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ đó, thì cái này ta cũng không vào được. Cái Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ này đó, đó là gì? Tức là một cái thế giới của Đức Phật, mà cái thế giới do phước báo trang nghiêm, do công đức tu hành mà được, phải không? Đấy. Cho nên đây là một cái loại hình thế giới thứ hai mà cao hơn thế giới chúng ta sống một chút. Đây là thế giới thật báo chứ. Thế giới thật báo có nghĩa là cái phước báo của một con người. Thế nên tất cả các vị ở đây, người nào cũng có một phần phước báo, mà người nào cũng có cái phần nghiệp lực, không? Nếu nghiệp chúng ta nặng mà phước chúng ta ít thì cuộc đời chúng ta lận đận lao đao khổ sở vô cùng. Đấy là trên bước đường tu nhận được như thế này. Cho nên cái phước báo của chúng ta và cái nghiệp chướng của chúng ta. Vì vậy đó mà cái người biết tu đó thì lần lần phước báo tạo nên và nghiệp chướng tiêu trừ. Còn cái người mà không biết tu ấy, thì cái trường hợp đó nghiệp chướng tăng và phước báo giảm. Thế nên nghiệp chướng tăng mà phước báo giảm ấy, thì sao? Mới ban đầu ấy, thì ta thấy vào chùa tâm chúng ta an lạc, ta khỏe mạnh và bạn bè ai cũng thương chúng ta hết. Nhưng mà cái cách cư xử của chúng ta, cái cách tu hành chúng ta, cách sống ta thế nào đó, tới cuối cùng thì sao? Ban đầu không ai muốn gần ta nữa hết, phải không?
Đây là cái điều quan trọng, đây là cái điều sai nhất. Tức là không ai muốn gần chúng ta hết đó. Thế nên hồi nãy đó là bạn bè cũng tới với chúng ta, họp cùng với nhau, rủ để đi chùa, để đi tụng kinh, thành lập chúng. Rồi người ta tôn mình lên làm chúng trưởng, người dẫn đầu đây. Nhưng mà quý vị dẫn như thế nào đó, một lúc rồi đó tất cả những người này họ sẽ xa mình hết đi. Đây mất, phước báo mất rồi, nghiệp sanh ra. Rồi cái khi mà nghiệp sanh ra thêm chút nữa là gì? Những người trong gia đình mình, vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình, ngay như những người này, những người quyến thuộc, những người thân nhất của mình đây, mà người ta cũng không ưa mình, ta không chấp nhận mình nữa. Bây giờ nó con mình nó bất hiếu, phải không? Con mình nó không nghe lời. Đây là trên bước đường tu. Tức là cái hoàn cảnh này của mình hết phước, nghiệp sanh. Cho nên tất cả những người này đó, họ ghét mình. Rồi bây giờ nặng thêm chút xíu nữa đó, là bệnh, phải không? Cái thân mình nó bệnh hoạn. Cái thân mình bệnh hoạn, cái tâm mình buồn phiền, đã không làm được gì hết rồi nữa mà lải nhải tối ngày, ai chấp nhận mình được không? Cho nên đó, họ sẽ vất ra ngoài, ngoài bãi tha ma. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó chúng ta. Tức là nghiệp, hãy nghiệp sanh ra đó, thì nghiệp sanh ra nghiệp, từ cái nghiệp này sanh ra thì nó sẽ làm nhân cho cái nghiệp mới sanh ra. Cứ như vậy đó mà gọi là trùng trùng duyên khởi. Nó đưa chúng ta tới một cái cùng đường, rồi đó đi vào địa ngục. Đây là nghiệp chúng ta sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Thì quý vị tự nghiệm lại mình thấy. Cho nên nhận ra được cái chỗ này, nghiệp sanh hay là phước sanh, thì cái trường hợp này đó, ta biết ta tu đúng hay ta tu sai. Ta nên phước chúng ta sanh ra đó, khi mà phước chúng ta sanh ra đó, thì những người bạn bè của chúng ta đó, gọi là những người bạn tốt đó, thì họ tốt thêm lên. Những người chưa tốt đó, thì họ cũng sẽ tốt với ta. Còn những người chống ta đó, thì đều bị vô hiệu hóa hết. Đây là phước sanh ra. Cái thế giới thật báo của Đức Phật là thế giới do phước đức tạo nên. Ta nên do phước đức tạo nên, cho nên ở trong đó nó kết hợp chung quanh Đức Phật đó, dầu là bằng xương bằng thịt hay là vô hình, thì lại có một số quyến thuộc này, quyến thuộc Bồ Đề, quyến thuộc tốt này. Đây là quyến thuộc Bồ Đề. Ta nên quyến thuộc này đó là do cái phước đức của chúng ta tu, chúng ta tạo nên. Cho nên tất cả những người này đều rõ hơn, đây là những người bạn tốt. Ta nên trên bước đường tu chúng ta đúng, thì cái người tốt rồi đó là do cái nhân từ quá khứ, cho nên tốt thêm lên. Cái người mà chưa tốt của chúng ta đó, tại họ nhìn họ thấy cái phước báo của ta rồi đó, thì họ cũng theo chúng ta, họ tu, họ cũng tốt với ta thêm. Còn cái người mà chống phá chúng ta đó, thì cái trường hợp này không thể chống được, không thể chống chúng ta được nữa. Tại Đức Phật nó giống như là cái người ác mà hại người lành, như là cái trường hợp ngược gió tung bụi, phải không? Ta hốt cho ta ném cái người ta ghét đó, nhưng mà ta ném ngược gió, phải không? Thì gió nghiệp nó thổi ngược lại ta chứ, bụi này sẽ phủ lên mặt ta. Đây là ở trên cái bước đường tu hành đó. Đây nói ai? Tức là Đức Phật. Cho nên Đức Phật sanh trên cuộc đời này đó, Ngài làm con người trọn lành. Cho nên cái chánh báo của Ngài đó, nó như thế thì cái y báo của Ngài nó không theo đấy. Cho nên chánh báo của Ngài là gì? Ta bảo là Thái tử Sĩ Đạt Ta có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, phải không? Cái này là phước báo này. Tại vì phước nhiều đời về trước Ngài tu hành ấy, cho nên bây giờ sanh trên cuộc đời này, mới sanh ra đó, Ngài trọn lành như vậy rồi. Bảo là Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, là có một cái cơ thể rất khỏe mạnh, có một cái ngoại hình rất dễ coi,
và có một cái đầu óc rất thông minh. Cái này là chánh báo này. Cho nên chánh báo này cho nên nó mới tạo thành cái y báo của Ngài. Cái y báo của Ngài là gì? Tức là sanh ra trong cung vua, một mình mà có ba tòa lầu đài để ở cho thích hợp với ba mùa, và có một số những người bạn mà tri thức, gọi là hiểu nhau. Cho nên đây là một cái những người bạn của Ngài. Cho nên những người này họ kết hợp lại thành một cái thế giới mà ta gọi là, đó là thế giới thật báo. Đấy. Cho nên những người khác không có xâm nhập vô thế giới được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm xem, nhìn kỹ làm thấy. Cho nên đây là những người tốt. Những người tốt đó thì họ sống với nhau, họ hiểu với nhau, họ cảm với nhau. Còn những người xấu muốn thâm nhập vô đây đó thì từ từ bị loại ra. Cho nên cái thế giới này là thế giới thật báo. Cái thế giới thật báo của Đức Phật là như thế đó. Cho nên mọi người nhìn thấy sao? Cho nên Đức Phật được vua Tần Bà Sa La kính trọng, phải không? Dâng một cái thượng quyển cho Ngài, rồi đã xây dựng nó trở thành một cái tinh xá. Xây dựng nó trở thành cái tinh xá. Cho nên bây giờ đó, cái cơ ngơi của Ngài như thế, cho nên ai muốn đi theo Ngài, phải không? Đấy. Mà cái trường hợp đi theo á, đi theo Đức Phật á, thì chi? Gọi là đi theo để kiếm ăn, hay đi theo để dựa hơi, phải không? Thường thường là như vậy đó. Cho nên người đời hay nói một câu đó, là cái khi mà mình nghèo, mình khó đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là khó tìm được người thân. Nhưng mà khi mà mình nên danh, nên phận đó, thì cái trường hợp này thiếu chi bà con, phải không? Đây, trên bước đường tu đó, Việt Nam chúng ta nổi tiếng là Ngài Ngộ Ấn Thiền Sư. Thầy nhớ hình như Ngài Ngộ Ấn chắc như vậy đó. Khi mà Ngài còn là một anh học trò khó đó, không ai nhìn hết đó. Không ai nhìn Ngài hết. Nhưng mà Ngài nỗ lực, Ngài học rồi đó, thành ra thi Ngài đỗ Trạng Nguyên. Trạng Nguyên tức là đỗ, bây giờ mình gọi là thủ khoa, phải không? Cho nên đậu thủ khoa tiến sĩ rồi đó. Thì bây giờ tất cả những người quen đó tới làm quen mới nhận người này tặng cái này, người kia tặng cái kia, tặng nọ. Thậm chí đó, có những người là nghĩ tới đem con gái mình tới gả cho Ngài nữa. Cho nên Ngài nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất ý nghĩa: khó khăn thì chẳng ai màng, đến khi đổ trạng 8.000 nhân viên, nhân duyên, phải không? Cho nên trên bước đường tu, quý vị nghiệm cái này nữa. Nghiệp mình nặng, ít ai ngó tới lắm. Nhưng mà khi phước sanh ra đó, thì người ta nhìn ta thấy cái phước này ai muốn gần. Cho nên tất cả những cái người này đó, họ đều kéo tới, họ đều kéo tới, họ xin Đức Phật xuất gia tu hành. Nhưng mà những người này theo được không? Tại vì tới đây thì Ngài có một cái quy định về cái vấn đề tu hành rất là nghiêm mật. Cho nên tới rồi nó chịu không nổi, tự đi thôi. Thấy thì sang trọng, thấy thì vinh hiển, nhưng mà sự thật thì làm không được, ăn không vô, phải không? Cho nên tới đây đó là cái việc đầu tiên là Đức Phật dạy cái gì? Đầu trần chân đất đi khất thực, phải không? Ăn một ngày một bữa thôi, có thì ăn, không có nhịn. Các vị chịu được không? Cho nên cái này đó, loại cái thành phần ham ăn đi ra. Cho nên cái thành phần ham ăn đi ra, cái thành phần ham danh đi ra, cái phần hưởng thụ đi ra, tất cả những đi ra hết. Đấy. Còn giữ lại cái người tốt, gọi là hạt chắc. Thành hạt lép không có. Đây là trên cái bước đường tu, đây là thế giới thật báo của Đức Phật. Cho nên ở đây tu là cốt của chúng ta làm sao mà sanh ra được phước.
sanh ra được phước. Mà khi được phước rồi chúng ta mới được ở trong cái chỗ có phước báo. Cho nên Đức Phật nói chánh báo đâu y báo đó. Cái phước ta chỗ nào thì ta hưởng chỗ đó thôi, chúng ta không thể hơn được nữa. Cái phước chúng ta làm vua thì chúng ta làm vua được, cái phước chúng ta làm trời thì ta làm trời được. Nhưng mà ta không có cái phước này, ta lên đó thì coi chừng bỏ mạng, phải không? Đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên thầy nhớ tới cái câu chuyện ông Đỗ Thích. Cái khi mà ông tới được vua Đinh Tiên Hoàng mời tới để dạy cho thái tử Đinh Liễn, thì bây giờ đó ông mới thấy ông Đinh Liễn ngủ, phải không? Ông Đinh Tiên Hoàng cũng ngủ, thành ra ông mới khởi lên cái ý niệm là tham vọng giết vua đi, giết thái tử đi, để rồi nữa mình sẽ làm vua. Làm được không? Tức là giết hai ông này xong rồi nữa, thì cái trường hợp đó, ông Đỗ Thích này đó, là phải xử lăng trì thôi. Làm sao làm được? Ông này có phước làm vua đâu mà làm. Ta nói Đinh Tiên Hoàng là một người chăn trâu mà lên làm vua được, thì ông này là một nho sĩ giỏi như thế, chẳng lẽ không làm được hả? Nhưng mà không làm được. Cái phước không khó, phải không? Thành ra quý vị nhớ cho cái đó. Cho nên mình cố gắng mình tu cho có phước, cho có phước, có đức, phải không? Có tài. Thì ba cái này đó, nó tạo nên con người mình ở trong cái thế giới thực báo này của Đức Phật. Cho nên mình có nói mình là cái gì của Đức Phật đi, không ai chấp nhận chuyện này đâu. Cho nên các vị biết đây là trên cái bước đường tu hành. Cho nên ở trong cái số mà đệ tử của Đức Phật á, thì con số mà tổng quát người ta thấy được á, thì bao nhiêu? Khi hồi Pháp Hoa thì có tới 12.000, phải không? 12.000 đệ tử á, gọi là tỳ kheo tăng, và 6.000 tỳ kheo ni. Đây con số này. Nhưng mà ở trong thập đại đệ tử của Đức Phật á, gọi là 10 đại đệ tử nữa, tức là 10 người mà quyến thuộc của Đức Phật quan trọng nhất này. Đấy. Thì ở trong đó quý vị thấy đứng đầu là Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất được đứng đầu ở trong chúng. Ngài có phải bà con quyến thuộc gì của Đức Phật không? Phải không? Tức là Đức Phật sanh ở thành Ca Tỳ La Vệ, còn Ngài là sanh ở nước Ma Kiệt Đà. Hai cái này hoàn toàn khác nhau, không có dính líu gì với nhau hết. Nhưng mà Ngài là người đứng đầu. Còn người đứng thứ 10 là ai? Tức là Ngài A Nan. A Nan là em của Đức Phật. Đây là vương tử A Nan, là người đứng cuối. Trong 10 người nữa thì cái ông này là đứng cuối này, trong hoàng tộc. Thế nên chúng ta thấy tại sao vậy? Vì ở đây là bồ đề quyến thuộc, bồ đề quyến thuộc của Đức Phật, chứ không phải là quyến thuộc thế tục. Cho nên khi mà Ngài chưa đi tu, khi mà Ngài chưa đi tu nữa, thì cái trường hợp Ngài nhận vua Tịnh Phạn là cha, hoàng hậu Ma Gia là mẹ, và tất cả những cái người mà trong hoàng cung này là gọi là hoàng thân quốc thích với nhau hết. Nhưng mà khi Ngài bỏ, Ngài đi tu rồi nữa thì sao? Nó khác. Tức là bỏ đi tu rồi nữa, cho nên khi mà đi tu rồi nữa, thì lúc bây giờ đó bà Di Mẫu mà muốn đi xuất gia thì cũng phải gọi Đức Phật bằng Thế Tôn, phải không? Gọi bằng Thế Tôn chứ đâu gọi là con tôi đâu, phải không? Hãy thấy Đức Phật nó à, tôi nuôi ông này từ hồi lúc mới 7 ngày tuổi tới bây giờ nữa, phải không? Giờ ông làm Phật rồi đó. Quý vị có nghĩ vậy không? Nếu mà nghĩ như vậy là đọa địa ngục, phải không? Đấy, đây là sự thật. Cho nên lúc bây giờ nó nhìn về Đức Phật là thầy của ba cõi. Đây là sự thật nhé. Cho nên bà này đi tu là từ chỗ này nữa. Nhận ra được cái chỗ này mới đi tu. Đó là ở trên bước đường tu đó chúng ta nhận được. Cho nên lúc bây giờ đó, cái quyến thuộc của
của Đức Phật á, quyến thuộc của Đức Phật trên thực tế cuộc sống này đó, bảo là chưa đi tu đó thì Tịnh Phạn là cha, Hoàng hậu Ma Gia là mẹ, và tất cả các cái bà con quyến thuộc này đó gọi là nội quyến thuộc, còn bạn bè chung quanh đó là ngoại quyến thuộc. Bây giờ khi mà đi tu thành Phật rồi đó, thì bây giờ nội quyến thuộc của Ngài đó là thập đại đệ tử nè. Tức là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Phú Lâu Na, Ngài Ubali, phải không? Tất cả những cái người này đó là trở thành đã nội quyến thuộc của Ngài. Tức là những người mà cùng chung lo cái Phật sự với Ngài này. Đây là sự thật đó. Cho nên bây giờ Thầy đi tu rồi, bây giờ Thầy xây dựng cái chùa Uy Nghiêm, Thầy xây dựng cái đạo tràng Pháp Hoa này này. Tại nên ai là người hết lòng chung lo xây dựng cái đạo tràng Pháp Hoa này thì này là quyến thuộc Bồ Đề của Thầy. Đấy là cái chính chứ. Hết lòng và làm được việc dù trước đây chưa bao giờ quen biết, chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng mà ngay bây giờ làm được việc cho cái chùa này, làm được việc cho đạo tràng này, làm được việc cho chúng ở đây tu hành, thì đây là cái người này là quyến thuộc của Thầy, người công đức. Kể cả cái người mà hướng dẫn cho quý vị làm nghi lễ, kể cả những người mà nấu bếp dưới kia, kể cả những người quét lá, nhổ cỏ, phải không? Mà những người này nếu mà làm với tất cả tấm lòng của mình á, mặc dù trước đây chưa quen biết gì hết, nhưng mà đây coi như là quyến thuộc Bồ Đề của Thầy. Nên làm được như vậy đó, thì Hộ Pháp Luân Thiên sẽ giữ chúng ta lại. Mà làm được như vậy đó, thì ta xuất thân từ cái giai cấp nào đó không biết, nhưng bây giờ về đây vẫn được người kính trọng tại trên bước đường tu. Cho nên mới xây dựng một cái gọi là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật. Quyến thuộc Bồ Đề Đức Phật, đây là những người tu hành. Thế nên bây giờ ở đây này, người nào mà chấp hành nghiêm chỉnh để tu thì cái trường hợp này rồi quyến thuộc Bồ Đề của Thầy. Còn không chấp hành được, không thực tập được mà làm khác đi nữa thì Thầy không đuổi, nhưng mà Hộ Pháp Long Thiên sẽ đưa quý vị đi. Thầy đã nhớ cho cái này. Cho nên bữa nay chúng ta mới bắt đầu tập nghi lễ, phải không? Tập nghi lễ tức là tập như thế này đó, để chi vậy? Để tự xác định trở lại cái đạo tràng Pháp Hoa của chúng ta, tức là những người tu thực. Cho nên những người mà không chịu được khó khổ thì cái trường hợp đó tự người ta rút lui thôi. Còn những người nào chịu được, chấp hành nghiêm chỉnh được á, thì người ở lại. Cho nên Thầy nói bây giờ đó, nếu mà ở đây á, cái khóa tu của chúng ta là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tức là những người ở lại, thì những người này có đăng ký rồi. Đăng ký ở lại thì khi đó chúng ta có trách nhiệm đàng hoàng. Khi nào ta không tới được thì chúng ta cũng báo ở nhà trụ biết được là bữa nay ta không tới được, để người ta khỏi làm cái phần ăn cho mình, phải không? Đây là sự thật. Người nào có tới đăng ký tu hành ở đây nữa thì trường hợp để người ta có cái chuẩn bị thức ăn cho mình. Cho nên làm sao mà nó không thừa và không thiếu cái chuyện này. Đây là cái nguyên tắc đó tu. Rồi đó, ở đây đó thì cái trường hợp đó Thầy nói là cấm không được sử dụng điện thoại trong vòng một ngày, đây cho những người tu. Tại nên nếu quý vị vô đây đó thì bằng lòng đó, và chấp nhận đó, thì mình tự tắt điện thoại đi, chứ không có nghe lén phải không? Đó, sợ Thầy cấm Thầy thấy, cho nên mình kiếm cái chỗ nào đó mình trốn mình nghe. Tại quý vị trốn ở đâu Thầy cũng thấy đó. Ở đây quý vị nhớ cho là có 16 cái camera nó đặt giáp vòng chùa mình hết. Thành ra mình đang ngồi ở đây này, nhưng mà đều có camera nó ghi hình hết, chứ không chạy thoát được. Trốn chỗ nào đâu, giáp vòng chùa mình nó có 16 cái camera. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên hãy giữ được mình tu.
Thành ra cái thứ ba là gì? Tức là trong cái khoảng thời gian tu này đó, mình chỉ nhiếp tâm mình niệm Phật, mình nhiếp tâm mình tụng kinh, mình nhiếp tâm mình nghe Pháp, để cho tổ tiên ông bà mình họ cũng nhờ cái phước mình tu này mà họ được siêu thoát. Cái này chứ không được dụm năm dụm ba mà nói chuyện này chuyện khác. Nhưng hay khi mà thầy phát hiện ra được, hay là cái trường hợp giám thị phát hiện ra được đó, thì cái trường hợp đấy mời ra khỏi đạo tràng và không cho tham gia trong cái khóa tu của ta. Để tạo thành cái gì? Gọi là cái thế giới thật báo của ta. Tức là cái đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đây, cái cốt lõi của cái chuyện tu hành kinh Pháp Hoa. Tại vì trước đây Đức Phật đặt ra cái vấn đề nghiêm nhặt như vậy, cho nên những người thụ hưởng đâu có vô được. Cho nên những người thấy như vậy muốn vô tu, nhưng mà thôi bây giờ chiều không cho ăn, phải không? Chiều không cho ăn, đói quá, thôi đi kiếm ăn. Đi kiếm ăn thì cái trường hợp là thôi đi ra rồi, phải không? Muốn tu nhưng mà tôi tu không được là tại tôi đói, phải không? Đây là sự thật chứ, Đức Phật. Rồi bây giờ đó, mà Đức Phật bắt đầu trần chân đất, mà mấy ông Công Tôn Dương Tử này đi tu, tôi ở trong giai cấp sang, từng sống trong nhung lụa rồi, phải không? Đi kiệu, đi ngựa, bây giờ đi chân đất, thôi không được. Vậy thành ra loại ra cái thành phần ra ngoài hết. Đức Phật nói là đây là những con ngựa yếu hèn, nó không thể đi xa được, nhưng không đi được thôi ở lại. Còn cái người nào mà chịu đựng được, quyết tâm được thì này ta tu được. Cho nên thầy có lẽ là tu được là nhờ thầy xuất thân từ cái giai cấp mà thấp nhất, cho nên cái chịu cực chịu khổ quen rồi. Bây giờ bỏ vô chùa làm cái gì thầy làm được hết, cách nào thầy chịu cũng được hết. Còn các vị nếu ai mà đã từng là Công Tôn Dương Tử, công chúa bà phi gì đó thì cái trường hợp này bây giờ đi tu chắc chắn là vượt qua cái giai đoạn khổ hạnh này rất khó. Thành ra bây giờ vô đây ngồi, nhưng mà bắt ngồi như vậy, nó ở nhà tôi ngồi cái gì đó không biết, phải không? Bây giờ vô đây ngồi thôi, không ngồi nữa, về. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì những cái điều ở trong này đã quy định để chúng ta thực hành. Rồi kế đó nữa đó, thì chúng ta phải tập nghi lễ. Tức là tập đi kinh hành, chúng ta phải đi cho đúng. Tại vì thầy thấy đây một số còn đi sai. Ta nên nhớ làm sao mà mình bước cái bước chân mình á, cho nó đúng với cái tiếng niệm Phật, nó đúng với tiếng mõ. Cái này chúng ta phải tập. Ta nên cố gắng tập cho nó thuần. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên á, dành cái thì giờ tập nghi lễ. Mà cái buổi sáng á, cái buổi sáng á, thì chúng ta dành cho cái này nhiều hơn. Tại buổi chiều á, thì chúng ta tụng kinh và chúng ta nghe Pháp, và có đại chúng, những người không tu cũng tới. Còn buổi sáng dành riêng cho người tu, cho nên cái mình rèn luyện cái nghi lễ của mình về cái lại, cái đứng, cái ngồi, cái quỳ của mình, cái đi kinh hành của mình, làm sao cho nó đạt một cái tiêu chuẩn cao, để nó tạo thành ra đây là một cái thế giới thật báo trang nghiêm của, chưa nói là của Phật, nhưng mà của đạo tràng Pháp Hoa. Của đạo tràng Pháp Hoa đó, thì đi như vậy, đứng như vậy, ngồi như vậy, ăn như vậy, phải không? Đây nó rõ ràng, chứ nó không có cái tạp chúng nữa. Thì tất cả các Phật tử ai mà ghi danh tu bữa nay ngày đầu, phải không? Hãy cảm thấy mà nó vui đó, thì có thể tiếp tục tuần sau chúng ta tu tiếp. Còn hãy thấy khó quá thì thôi rút lui cũng không sao. Chứ còn ở đây tu mà không có đạt đó, thì cái trường hợp này đó, người ta mời mình ra thì không nên đâu. Đừng có để cho người ta mời ra. Tại đây có cái quy định nào đó thì mình phải tuân thủ, nhất định mình phải theo như vậy. Không có chuyện mà đòi đứng trước, đòi đứng sau. Tôi là cái gì đó không có. Thật
Cho nên Thầy nói là những người bệnh hoạn, những người tật nguyền, những người già yếu thì cái trường hợp này đứng qua bên, có một cái ưu đãi cho những người này về vấn đề tu, nhưng mà không được nhập chúng nữa. Tức là mình vẫn tu chứ. Đó. Thầy nói những người nào mà ngồi không được, không trang nghiêm được á, thì bây giờ cũng cho nghe pháp nhưng mà ngồi dưới kia. Những người mà đi không được á, thì cũng cho ở đây tu nhưng mà đứng ở ngoài nhìn, chứ không được đi chung. Tại vì á, cái người mà đi đằng trước mình mà họ đi sai đó, mình bị ảnh hưởng. Trên bước đường tu Thầy có kinh nghiệm này rồi. Nếu mà người đằng trước mình họ đi đúng đó, thì đương nhiên mình chưa có quen, nhưng mà tự nhiên nó cũng dẫn mình theo đúng này. Nhưng mà người đi trước mình sai đó, mình thường hay đi đúng rồi đó, mình cảm thấy như là khó khăn trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái này cố gắng tập để rồi đó, cái đạo tràng chúng ta nó thuần. Mà ở đây Thầy gọi là cái nội quyến thuộc của đạo tràng Pháp Hoa, cái cốt lõi của đạo tràng Pháp Hoa là phải có chuẩn. Thì thôi tới đây chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.